Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Kiên. Mình xin được giới thiệu hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một cái dự án tên là Grace. Ở trên là một cái loại token để sinh ra trên nền tảng để hoạt động dịch vụ cá cược. Đây là trang web của Grace. Chúng ta có thể truy cập là grace-ico.com. Thì dự kiến thì Ray sẽ bán ICO trong vòng tháng 5, tháng 4, tháng 5. Như các bạn đã biết ấy, thì một số trang web mà cá độ, ví dụ như là cá độ bóng đá hay một số môn thể thao khác, thì thường thì các bạn khi mà muốn tham gia và đặt cược trong đó, nếu như thắng thua các bạn đều phải mất một khoản phí. Và cái khoản phí này mình thấy là rất là lớn. Theo như lộ trình mà trong dự án đã cung cấp thì mình thấy là dự án này đã bắt đầu thai nghén từ tháng 8 năm 2017. Và dự kiến thì sẽ bán tiền ICO vào 19 tháng 3. ICO thì sẽ vào 1 tháng 5 và diễn ra trong 1 tháng. Thì họ cũng đưa ra một số cái lộ trình. Thì hiện tại thì cũng có một số các cái dự án cung cấp các cái đồng coin để phục vụ cho hoạt động cá độ, nhưng mà mình thấy thì cũng chưa thấy nổi lên có một đồng coin nào nó có thực sự nó được sử dụng rất là nhiều. Và mình hy vọng là cái dự án ý tưởng này của Grace dựa trên nền tảng blockchain Ethereum thì sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong cái hoạt động cá độ. Thì số lượng mà Grace token phát hành dự kiến là khoảng 100 triệu Grace, ký hiệu là GRZ, dựa trên nền tảng công nghệ ERC20 của Ethereum. Thì giá dự kiến thì một ETH sẽ là mua được khoảng tầm 1.200 GRZ, tương đương với khoảng tầm dự kiến là khoảng tầm 1 đô trên 1 GRZ. Thì theo như dự án thì các bạn có thể sử dụng cái token của Grace để thực hiện cá độ, mà cái này thì mình sẽ cá độ trực tiếp với lại cũng một người khác chứ không phải qua bất cứ một trung gian nào, cho đó thì các cái chi phí rất là giảm thiểu. Thì dự án này họ cũng đưa ra một số các cái phân tích về cái tình hình mà thị trường cá độ của thế giới hiện nay. Thị trường cá cờ bạc và trực tuyến toàn cầu thì đang phát triển rất là nhanh. Đấy, quy mô thị trường thì dự kiến bây giờ đang đạt khoảng tầm nếu mà trong năm 2017 thì là đang hiện tại là khoảng tầm 42,7 tỷ đô la. Và năm 2018 dự kiến thì sẽ khoảng tầm 46,5 tỷ đô la. Thì trong đó thì có về tỷ lệ cao nhất thì vẫn là tỷ lệ cá cược là chiếm 49,2%. Thì trong cái tỷ lệ này thì đông nhất thì vẫn là ở châu Á và Trung Đông, chiếm 46%. Đây thực sự là thị trường cá độ thực sự là rất là tiềm năng. Cũng trong dự án này họ phân tích thì trong các cái loại môn mà cá cược, tỷ lệ cá cược các môn thể thao thì thấy chiếm tỷ lệ lớn nhất thì vẫn là môn bóng đá, chiếm 43,07%. Tiếp theo đó là môn hockey 20,95%, 17,20% đó là môn bóng rổ. Đây như các bạn theo dõi thì phí giao dịch của dự kiến mà tham gia vào Gray, nếu bạn tham gia cá cược ở trên trang web Gray thì mất chi phí là 1% nếu như bạn thắng cuộc. Qua cái giao diện mô phỏng của trang web đây thì chúng ta có thể nhìn thấy tỷ lệ đặt cược của môn bóng đá. Đấy. Chúng ta có thể chọn cái này là chúng ta cá cược là gần như là trực tiếp với nhau, không phải qua gần trực tiếp. Đấy. Và những cái đồng gray này thì chúng ta sẽ đặt vào những cái đồng gray này và thu về cũng là những cái đồng gray. Theo trị giá thì theo như ICO thì khoảng tầm 1 đô, nhưng mà nếu mà mình với cái nhu cầu mà cá độ mà gần tăng như này thì mình nghĩ là giá 1 đô chắc chắn là sẽ còn phải tăng rất là nhiều.
Và tiếp theo thì mình xin giới thiệu qua về đội sale của dự án. Thì đây mình có thể nhìn thấy một số các thành viên trong đội thì chủ yếu là đến từ Nga, Ukraine và Mỹ. Và cố vấn thì cũng là từ người Nga. Mình hy vọng là với cái dự án này thì trong thời gian sắp tới nếu mà thành công thì sẽ thu hút được khá là nhiều các bạn mà đang tham gia cái thị trường cá độ, nhất là thị trường cá độ bóng đá cũng là khá phát triển ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trên đây là phần trình bày của mình về cái dự án Grace. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mong quý vị và các bạn ủng hộ và nhấn vào nút subscribe để đăng ký vào kênh của mình để theo dõi các cái dự án sắp tới mình trình bày. Xin cảm ơn.